trong gia đình thì ai là người đưa Phương đến với nghệ thuật? Bố thì yêu nghệ thuật, tại vì bố Thu Phương lúc đó là làm ở công ty xây dựng. Thì ông lúc nào cũng đàn hát xây dựng thôi. Cứ suốt ngày là bạn đời ơi, bạn có ai chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Tại vì nghèo khó lắm anh ơi, chỉ có mỗi văn nghệ hát hò là vui thôi. Vâng, đấy, thế cho nên là lúc đấy thì chỉ là biết là mình rất là thích hát và mình có năng khiếu. Anh Long Vũ biết không, Thu Phương nhá, có những bài hát mà mình phải chờ đài phát á, cứ 5 giờ sáng mà mình phải đến 3 tuần mình mới chép được xong một bài hát. Cực tuyệt vời, nhà nó một cái thời gian đoạn như vậy. Trong gia đình có dạ không, đây tôi mới kể tiếp. Vâng, dạ thì bố mẹ làm gì có thời gian đâu mà biết con cái làm cái gì, đi làm cả ngày ở nhà, chúng nó đi đâu làm gì cũng không bao giờ biết được. Tôi đến đánh đùng một cái ngày đẹp trời thấy con mình đi hát ở cung thiếu nhi Hải Phòng thì mới biết. Thì lúc đấy bắt đầu bố mới đến đó và gặp các thầy cô thì bắt đầu có những cái giao lưu và kết nối. Thì bố Phương cũng yêu văn nghệ cho nên các cô rất là lạnh yêu quý bố. Thế đó là lý do tại sao mà tôi hiểu ra vậy rằng là nhà có ba anh chị em đều thích nghệ thuật cả, ba anh em. Cũng được do ảnh hưởng là bởi bố, vâng, đúng không? Bởi ông rất yêu văn nghệ. Dạ vâng, ông yêu văn nghệ lắm mà ông chỉ toàn là lúc nào cũng con cái mà làm gì không cần biết nhưng cứ miễn văn nghệ là ông ok. Thu Phương lúc đó là đi thi hết cấp 2 á, là lên cấp 3 là không có đủ điểm đấy anh ạ. Tại vì mải chơi quá, suốt ngày hát hò các thứ. Đấy, nhưng mà đánh đùng một cái thì lại bên cạnh đấy lại được nhá tuổi trẻ nhận. Cho nên ông rất là vui, đưa con gái đi ngay. Thì trúng tuyển là ngày 25 tháng 9 năm 1986. Rồi nhớ thế. Là Thu Phương có mặt ở Hà Nội, nhớ chứ anh Long Vũ. Những cái cột mốc cuộc đời mình mà. Lên tàu đi là mang theo một cái chạn, một cái xô, một cái vali cũ rách của bố mẹ và mang theo một gói mì chính. Bố nói là cái này quý lắm, phải giữ một gói 19. Một gói 19. Vâng, anh thấy rồi. Hà Nội mênh mông rộng lớn bao la với một đứa bé tí như mình và 19.000 đồng tiền học bổng và 17 cân rưỡi gạo. Đấy, như thế. Tại sao quyết định là đi? Quyết định đi là bởi vì là lúc đó mình thấy là mình thích hát và mình lại được các thầy các cô nghĩ rằng là ở mình có khả năng để học và sẽ cho mình đi lên một cái nơi mà sẽ tốt hơn và sẽ có điều kiện hơn để cho mình phát triển. Đại khái là gia đình nhà nghèo anh ạ, cơ bản là như thế. Nếu mình đi mình có học bổng, mình được gạo, mình được tiền, được học thì bố mẹ sẽ bớt gánh nặng, bớt đi một đứa con. Lúc đó thế thôi, lên Hà Nội thấy một nơi mênh mông rộng lớn, dạ. Trông chắc chắn là nó sẽ khác Hải Phòng rất là nhiều. Dạ vâng, rất là to, rất là đẹp. Thế thì cuộc sống xa nhà nó thế nào? Toàn là nước mắt thôi, chiều nào cũng toàn là cơm chan nước mắt. Bởi vì là anh biết rồi, mới có 13 tuổi, làm sao mà biết cái gì được. Học hành thì vất vả, cái gì cũng cần phải có hết mà đều thiếu thốn. Thì lúc đấy mình ở tập thể của nhà tuổi trẻ, chung với lại hai anh chị nữa, không có bạn bè, không có gì hết. Đấy, thế cho nên là mình sẽ chẳng có ai để kết nối cả. Lúc mà nhận được cái quyết định là Phương sẽ đi lên nhà tuổi trẻ thì bố mẹ rồi anh trai đã phản ứng thế nào? Mẹ thì nói, ui thế chẳng không được đâu nha, học hành bây giờ chưa ra đâu vào đâu mà bây giờ còn đi lên tận Hà Nội xa xôi, bây giờ nói chung là chắc chắn đây là một cái phương án là không thể rồi. Nhưng mà bố thì không, bố thì hoàn toàn ủng hộ 100%. Trong lòng bố là có cái ngọn lửa của người nghệ sĩ. Đúng rồi, nghệ sĩ rồi, cho nên bố đưa đi và mang đi luôn. Ủng hộ. Vâng, ủng hộ tuyệt đối luôn. Và tất nhiên là bố biết là khó khăn. Và cho đến giờ phút này ấy, cái điều mà Phương
lẽ ra à là mình phải làm việc này cho ông, phải dạ, đưa ông rồi. Đi cái chỗ này, đúng đưa rồi đấy, chỗ kia. Đúng. Lúc nào cũng đúng thế, rồi. Đến bây giờ đúng vẫn rồi. Vậy. Cho nên là bây giờ Phương gặp ai cũng hỏi á, hãy làm điều nọ đi, hãy làm điều này với cha với mẹ, các thứ, hãy làm hết đi, đúng rồi. Đấy, mình trải qua rồi mình biết.